Chỉ trong gần 1 giờ đồng hồ lập chốt, lực lượng công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xử phạt hơn chục người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Dạ, vì sáng ngày lúc vội đi quá nên là quên mất. Có anh em có cầm khẩu trang ở trên tay nhưng mà lại vội đi nên là quên không đeo vào. Ngày nào em cũng chấp hành hai vợ chồng không đeo, nhưng hôm nay bọn em nó hơi bị quá mất cái giờ từ đưa vợ đi siêu âm ấy, thế là nhỡ không kịp mang theo đây. Thế là nó hơi vội. Đường Cái Vẽ, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm là nơi tập trung rất đông người. Đặc biệt ở đây có chợ Cái Vẽ nên lượng người qua lại mua bán vô cùng đông đúc. Bởi vậy, chỉ cần một người thiếu ý thức phòng chống dịch Covid-19 thôi sẽ làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực phòng chống dịch từ cộng đồng. Báo cáo các anh là trong buổi sáng hôm nay là chúng tôi ra quân đã tuyên truyền và xử lý và nhắc nhở, xử lý 8 trường hợp không đeo khẩu trang. Song song với xử phạt người dân cố tình không chấp hành, lực lượng công an phường cũng thường xuyên tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, nâng cao tinh thần cảnh giác chống dịch Covid-19. Vì đây không phải là vấn đề của riêng một cơ quan ban ngành nào, nên cần sự chung tay của mỗi người dân bằng hành động nhỏ nhất là đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.